Tôi đã đến với cả chương trình cổ phiếu 360 độ được phát sóng vào lúc 3:30 chiều thứ năm hàng tuần. Và tôi là Phạm Việt Duy đến từ Trung tâm Tư vấn Đầu tư. Ngày hôm nay tôi sẽ cùng với các bạn Tú ở bên bộ phận phân tích của công ty VN Direct sẽ cùng quý nhà đầu tư nói về công ty cổ phiếu về cổ phiếu là công ty phát triển đô thị Kinh Bắc, mã cổ phiếu là KBC. Thì giới thiệu sơ bộ thì công ty Kinh Bắc này được thành lập vào năm 2002 và có ông Đặng Thành Tâm là chủ sở hữu cũng như là chủ tịch của hội đồng quản trị. Giá của cổ phiếu thì trước đã tăng mạnh từ cái vùng trước đây là từ vùng giá 10 hơn 10 lên hơn 30 và hiện tại là đang đi ngang và có đang chiều hướng là đi xuống. Chúng ta sẽ cùng xem xét là liệu ngày hôm nay thì sau khi phân tích xong thì liệu cổ phiếu có tiềm năng gì để có thể nắm giữ và đầu tư dài hạn hay không. Và về cơ cấu doanh thu thì hiện tại là doanh nghiệp là phục vụ hoạt động chủ yếu là trong lĩnh vực bất động sản. Trong đấy là có cho thuê đất và các cung cấp các dịch vụ về nước sạch hay là điện hay xử lý nước thải ở các khu công nghiệp. Và hiện tại thì doanh nghiệp có quỹ đất chủ yếu ở miền Bắc trong đất và chỉ có một phần rất nhỏ là một dự án ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta cũng có thể nhìn thấy là cái doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp thì đạt đỉnh năm 2019 và sau đấy là giảm năm 2020 do tình hình dịch Covid khiến cho là các đối tác không thể nào sang đây có thể để ký mới cái hợp đồng được. Còn nếu nhìn nếu bỏ loại trừ năm 2020 đi thì chúng ta sẽ nhìn thấy là cái tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của KBC là vẫn đang tăng trưởng qua các năm. Và bây giờ tôi sẽ đến với cả những cái điểm tích cực đầu tiên của cổ phiếu. Ba điểm tích cực đầu tiên, đấy chính điểm tích cực thứ nhất chính là việc KBC là sở hữu quỹ đất lớn thứ hai tại phía Bắc và chỉ sau VGC thôi trong các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán về khu công nghiệp. Thứ hai là doanh nghiệp là dẫn đầu chiếm 31% khu lượng vốn FDI là chảy vào khu công nghiệp và các khu kinh tế. Và cái luận điểm thứ cuối cùng đấy chính là các dự án khu đô thị lớn về nhà ở sẽ góp phần giúp cho lợi nhuận tăng gấp 7 lần của doanh nghiệp năm 2021 này. Và thực ra là cái phần tích cực này thì đã nhận ra là sẽ có những cái luận điểm mà về cái tổng quan của cái mảng bất động sản khu công nghiệp và cái tiềm năng của cái thị trường này. Tuy nhiên thì chúng tôi đã có một cái số trước đấy là nói về cổ phiếu PHR và SSC là nói về ngành khu công nghiệp khá là rõ và quý nhà đầu tư khi mà muốn biết thêm về cái tiềm năng của cái ngành bất động sản khu công nghiệp thì có thể xem lại cái chương trình tuần trước. Và bây giờ thì tôi sẽ mời bạn Tú là sẽ trình bày với quý nhà đầu tư cái luận điểm đầu tiên ngày hôm nay. Nói về luận điểm đầu tư á, thì nói về quỹ đất của KBC thì tính đến cuối 2020 thì công ty họ đã tạo lập được 4.700 ha đất khu công nghiệp và chiếm hơn 8% diện tích đất khu công nghiệp và đang hoạt động của cả nước. Hiện nay địa bàn mà kinh doanh chính của KBC tập trung chủ yếu là ở Bắc Giang, Hải Phòng và Bắc Ninh đều là những vùng trung tâm công nghiệp lớn của Việt Nam. Trong các năm tới thì KBC họ cũng hướng tới sẽ mở rộng quỹ đất tại các tỉnh thành khác như là Hải Dương, Long An, Hưng Yên và Vũng Tàu. Với kế hoạch hiện tại của họ là sẽ mở rộng hơn 8.000 ha tại các khu vực này. Ngoài quỹ đất khu công nghiệp thì KBC họ cũng đang sở hữu hơn 900 ha đất khu đô thị. Trong các khu công nghiệp của KBC thì nổi bật nhất và kể đến là khu công nghiệp Tràng Dệ nằm trong khu kinh tế Đình Vũ Cát Hải. Đây là một trong những nơi mà được hưởng nhiều ưu đãi tốt nhất từ chính phủ Việt Nam mà do đó mà hai giai đoạn trước đó của khu công nghiệp này, giai đoạn 1 và 2 đạt được tỷ lệ đất đầy rất là nhanh nhất trong các khu công nghiệp của KBC họ phát triển. Còn giai đoạn 3 có diện tích lớn nhất là gần 700 ha vào cuối tháng 3 2021 vừa rồi. KBC họ đã nhận được phê duyệt quy hoạch rất là quan trọng và doanh nghiệp dự kiến là có thể sẽ đưa giai đoạn 3 vào hoạt động từ năm 2022. Khu công nghiệp này sẽ là một trong những động lực tăng trưởng doanh thu chính của KBC trong các năm tới. Đồng quỹ đất công nghiệp khu công nghiệp Tràng Dệ 3 thì sắp tới còn có khu công nghiệp Bình Giang ở Hải Dương bổ sung thêm 860 hectare đất. Trong đó thì bên cạnh đó thì cách đây 3 ngày KBC họ cũng nhận được một tin vui, đó là khu công nghiệp Quang Châu của họ đã được nhận phê duyệt bổ sung thêm 90 hectare đất khu công nghiệp. Phần bổ sung này sẽ rất kịp thời khi mà hiện tại đang có ba ông lớn họ đang đàm phán với KBC hơi hơn 70 hectare đất tại khu công nghiệp này, dự kiến là có thể ký kết trong cuối 2021 này.
Tóm lại thì về diện tích đất văn phẳng của KBC tính đến cuối quý 1 2021 là khoảng 300 hectare, thêm 456 hectare từ công nghiệp Tràng Duệ. Và năm sau nữa là họ có tổng cộng 800 hectare, giúp KBC đứng top 5 trong các doanh nghiệp niêm yết và đứng thứ hai. Nếu mà so về quỹ đất, nếu đứng top 2 nếu so quỹ đất ở khu phía Bắc, và mỗi năm họ sẽ thu thêm được khoảng 250 đến 300 tỷ từ các khu công nghiệp lấp đầy 100% nữa. Và lần điểm thứ nhất, không biết anh Duy có bổ sung thêm cái gì nữa không ạ? Dạ vâng, rất cảm ơn cái phần trình bày đầy đủ của bạn Tú về cái luận điểm thứ nhất là về cái quỹ đất của KBC. Thì chương trình thì công ty VN Direct cũng có một cái tổng hợp đến cái quỹ nhà đầu tư để quỹ nhà đầu tư có thể nắm rõ hơn cái vị thế của KBC đối với cái quỹ đất này. Là chúng tôi có tổng hợp quỹ đất của tất cả các doanh nghiệp trên sàn, thì chúng ta có thể nhìn thấy được rằng là cái quỹ đất của KBC bao gồm là những cái quỹ đất mà đang được phép kinh doanh và những quỹ đất tiềm năng thì đứng thứ 5 trên sàn chứng khoán. Còn nếu mà chúng ta chỉ tính riêng cái phần màu vàng thôi thì là đang được thứ hai, nghĩa là phần màu vàng là cái phần mà đã được kinh doanh ngay đấy ạ, thì của KBC là đứng thứ hai. Và chúng ta có thể nhìn thấy được rằng là cái giá thuê của cái khu công nghiệp của KBC đều ở mức giá rất là cao, nghĩa là khoảng 108, 128 đô một mét vuông một ký thuê, và cái giá này thì cao hơn hẳn so với cả những cái đối thủ khác mà chúng tôi cũng có ví dụ với cả các quý nhà đầu tư, ví dụ như là SSC ở trong cái bài phân tích lần trước thì là cái giá thuê là chỉ khoảng là tầm 65 đô một mét vuông thôi. Thì cái quỹ thì cái giá cho thuê này cũng cho thấy là cái vị trí đắc địa của KBC trong cái lĩnh vực cho thuê bất động sản khu công nghiệp. Và chúng ta cũng có thể nhìn thêm được rằng là những cái dự án này thì sẽ góp phần rất lớn giúp thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp. Và cái dự án lớn nhất mà doanh nghiệp sẽ có thể có được lợi nhuận trong 2021, 2022 nó sẽ đến từ là Nam Sơn, Hạc Lĩnh và Quang Châu. Đây sẽ là hai dự án trọng điểm mà quý nhà đầu tư khi mà đầu tư vào KBC sẽ cần phải chú ý xem xét, theo dõi và tìm hiểu thêm. Và như quý nhà đầu tư cũng đã nhìn thấy trong slide thì Nam Sơn Hạp Lĩnh là dự án ở Bắc Ninh và Quang Châu là dự án ở Bắc Giang, là hai cái vùng đất mà có rất là nhiều cái tiềm năng và cũng đã có cái backlog, nghĩa là cái số hợp đồng thuê đất mà đã được ký rồi thì ở đây cũng rất là lớn, và nó chiếm được đến tận là hơn 120 mỗi cái dự án này. Và cái dự án Tân Phú Trung là ở Củ Chi thì sẽ có nhu cầu tiêu thụ thấp hơn, thì chúng tôi đang dự phóng rất là thận trọng. Và đấy là cái phần đầu tiên của chúng tôi về cái quỹ đất của KBC. Và bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần thứ hai ngày hôm nay, đấy chính là cái việc là KBC khi mà có quỹ đất đẹp như vậy thì họ sẽ là những cái doanh nghiệp mà dẫn đầu trong việc cái thu hút dòng vốn FDI, thì mời Tú có thể trình bày thêm cho nhà đầu tư nghe. Dạ, về Vâng. FDI thì FDI là một trong những yếu tố chính thúc đẩy quan trọng của KBC, cho KBC có hơn 90% khách hàng là doanh nghiệp nước ngoài. Và tính tới hiện nay thì KBC họ đã thu hút được hơn 250 nhà đầu tư nước ngoài đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan hay là Trung Quốc. Và danh mục khách hàng của công ty đều là những đa số đều là những tập đoàn công nghệ lớn như là Samsung, LG hay là Foxconn. Một tập đoàn chuyên sản xuất các sản phẩm của Apple. Ở trong quý 1 2021 vừa rồi, KBC họ đã thu hút được hơn 1,6 tỷ đô vốn FDI vào khu công nghiệp của mình, với các dự án như là LG Display tại khu công nghiệp Tràng Duệ, Foxconn, Fukan, GA Solar tại khu công nghiệp Quang Châu, chiếm hơn 31% tổng vốn FDI vào các khu công nghiệp và khu kinh tế Việt Nam, 79% FDI của Hải Phòng và tới 88% FDI của Bắc Giang. Điều này đã chứng minh vị thế dẫn đầu của KBC trong việc mà họ thu hút vốn FDI. Do đó có thể nói là với làn sóng FDI vào Việt Nam mạnh mẽ như hiện nay thì KBC sẽ là một trong những doanh nghiệp được hưởng lợi nhiều nhất. FDI vào Việt Nam tăng mạnh trong khi mà các khu công nghiệp của KBC đều sở hữu vị trí chiến lược như vậy. Nên KBC có tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp rất là nhanh, trung bình mất khoảng 6 năm để lấp đầy trên 90%. Thậm chí là có khu công nghiệp Tràng Duệ 2 của họ chỉ mất 4 năm để lấp đầy hơn 90%. Khu công nghiệp Nam Sơn Học Lĩnh của KBC vừa bắt đầu cho thuê từ năm 2021 thì chúng tôi cho rằng cũng sẽ nhanh chóng được lấp đầy khi mà danh sách khách hàng họ đang đàm phán hiện tại theo chia sẻ của doanh nghiệp thì đã hơn 100 hectare, và trong khi diện tích đất văn phòng của khu công nghiệp này là 204 hectare. Em xin kết thúc và luận điểm thứ hai Và không. chia sẻ của bạn
Tú thì cũng đã cho quý nhà đầu tư thấy được rằng là cái việc là thu hút được dòng vốn FDI của KBC nhờ cái vị trí địa chỉ vì nhờ cái vị trí địa lý của dự án rất là thuận lợi thì cũng sẽ giúp cho cái tỷ lệ lấp đầy của doanh nghiệp rất là nhanh. Thì chúng tôi ước tính là trung bình một khu công nghiệp của KBC sẽ lấp đầy mất khoảng 6 năm là sẽ lấp đầy được đến tận 90%. Và cái này thì chúng tôi cũng có tham khảo thêm một số cái công ty bất động sản khu công nghiệp khác thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy là ví dụ như là công ty SSC mà chúng tôi có phân tích từ tuần trước thì là trong 4 năm hoạt động thì cái dự án của họ ở Vũng Tàu cũng mới chỉ có 41% thôi và cái tốc độ lấp đầy này thì cũng sẽ chỉ thua kém cái công ty PHR là bởi vì do cái vị trí của họ là ở Bình Dương thì thuận lợi hơn rất là nhiều, là cái tỷ lệ lấp đầy của Bình Dương của PH các dự án Bình Dương của PHR thì sẽ chỉ khoảng là tầm 2 đến 3 năm. Thì cái tốc độ lấp đầy của KBC mà thấp hơn so với cả PHR cũng một phần bởi vì do là những dự án của KBC rất là lớn là khoảng tầm 620 như quý vị đã nhìn thấy cái dự án Tràng Duệ 3. Trong khi đấy thì đối với cả dự án của PHR thì những cái dự án hiện tại của họ là cũng chỉ khoảng tầm là 220 thôi. Thì đây là những cái thứ mà khiến cho cái việc là KBC là lấp đầy 6 năm thì là chậm hơn PHR nhưng mà vẫn rất là tích cực đối với nhà đầu tư về cái việc là đầu tư vào những công ty bất động sản khu công nghiệp. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ sang cái luận điểm thứ ba rất là tích cực ngày hôm nay, đấy chính là cái việc là các khu đô thị lớn của KBC thì đang dần có cái tiềm năng hơn so với hồi xưa và có cái triển vọng này thì sẽ giúp cho doanh nghiệp là có được cái tốc độ tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận rất là mạnh trong năm 2021 là có thể là gấp đến 7 lần so với cả năm 2020. Vâng, và Tú thì có thể trình bày thêm cho nhà đầu tư nghe chi tiết hơn về cái dự án khu đô thị này, về các dự án khu đô thị này. Đã, mời Tú ạ. KBC thì hiện tại họ đang có quỹ đất khu đô thị là hơn 900 hectare, nổi bật với ba khu đô thị là khu đô thị Tràng Cát, Phúc Ninh và Tràng Duệ. Dự án khu đô thị đầu tiên mà KBC họ đưa vào kinh doanh là khu đô thị Phúc Ninh vào năm 2017. Tính tới thời điểm hiện tại thì dự án này họ đã hoàn tất mở bán 2 tiểu khu 28,2 hectare rồi, nhưng mà công ty họ chỉ mới ghi nhận 2,57 hectare. Do các năm vừa qua thì dự án còn vướng pháp lý và do đó nên họ chưa có thể ghi nhận phần doanh thu còn lại. Tuy nhiên vào trong 2020 vừa rồi thì dự án này đã được nhận giấy chứng nhận được đăng ký đầu tư cho toàn bộ hết 115 hectare, tháo gỡ được vướng mắc bao năm nay của họ, và nhờ đó mà còn khoảng 1.400 tỷ từ hai tiểu khu trên sẽ dự kiến ghi nhận trong 2021-2022. Dự án được tháo gỡ trong 2020 thứ hai là khu đô thị Tràng Cát. Dự án này là mảng tồn kho lớn nhất của KBC, chiếm tới hơn 65% giá trị hàng tồn kho cho tới hiện tại, và đã bị trì hoãn gần 10 năm nay rồi. Cuối 2020 vừa rồi thì KBC họ bất ngờ thông báo là đã nộp tiền sử dụng đất thêm 3.500 tỷ đồng nữa. Nhờ khoản thanh toán trên mà KBC họ gần như đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính tại dự án này và đã được bàn giao đất để có thể mà phát triển dự án. Hiện nay thì doanh nghiệp họ cũng đang xúc tiến để sửa đổi quy hoạch của dự án và đang có kế hoạch là sẽ bán buông 50 hectare trong 2022. Về khu đô thị Tràng Duệ, doanh nghiệp họ trong quý 1 2021 vừa rồi họ đã mới bán thành công 1,5 hectare, và dự kiến là có khu đô thị này còn có thể đóng góp thêm 1.500 tới 1.800 tỷ đồng doanh thu trong 3 năm tới. Như vậy là rào cản tại các dự án khu đô thị của KBC hầu như đều đã được tháo gỡ và có thể bắt đầu đóng góp doanh thu từ 20 tới 25% cho KBC từ 2021. Em xong rồi. À, về triển vọng năm 2 Alo. Alo, dạ về triển Và vọng. Tú có thể chia sẻ thêm cho nhà đầu tư là năm 2021 là lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ khoảng bao nhiêu tương ứng với EPS bao nhiêu đồng một cổ phiếu với cả 2022 nữa? À dạ, và về triển vọng 2021-2022 thì năm 2020 vừa rồi dịch bệnh đã làm hạn chế các chuyến bay quốc tế, nên là trong khi là 90% khách hàng của KBC là đối tác nước ngoài nên đã ảnh hưởng rất lớn tới doanh thu và lợi nhuận của họ. Nhưng mặc dù là KBC họ không thành công về mặt doanh thu và lợi nhuận trong 2020, nhưng mà các hoạt động đầu tư của KBC thì họ có một năm khá là thành công khi mà họ tháo gỡ được rào cản pháp lý tại các dự án trọng điểm như là khu đô thị Phúc Ninh, khu đô thị Tràng Cát như đã trình bày ở trên, và họ cũng đã ký kết cho thuê hơn 150 hectare trong 2020 và dự kiến sẽ ghi nhận trong năm nay.
Theo ước tính của chúng tôi thì lợi nhuận ròng của KBC năm 2021 sẽ tăng hơn 7 lần so với cùng kỳ và đạt khoảng 1.900 tỷ nhờ cho hơn 200 hectare đất khu công nghiệp tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ. Trong quý 1 họ thì KBC họ cũng hoàn thành 32% dự toán của chúng tôi rồi và lợi nhuận ròng đạt gần 600 tỷ, quý cao nhất trong 10 năm trở lại đây của KBC. Trong năm 2022 thì chúng tôi Cho anh hỏi thêm một chút nữa là cái 2021 ý, 600 tỷ này là của quý 2 à, hay là của cả lũy kế 6 tháng? 600 tỷ là của riêng quý 1 thôi ạ. Là riêng quý 600 1 tỷ và là của đã. riêng quý 1, thế thì là dự dự kiến là hai quý đầu năm thì là sẽ được khoảng bao nhiêu? Quý thứ hai thì hiện tại thì danh thì vẫn chưa có số à. Nhưng mà riêng về quý 1 thì đã hoàn thành Thế thì là 32%. ví dụ bên mình thì mình có tự tin rằng là cái dự nghĩa là hiện tại là quý 1 là 600, thế thì cả 5.800 thì chắc là khả năng cao là sẽ đạt được, có thể là vượt không, liệu có vượt cái kế hoạch này không? Với tình hình Covid thì hiện tại bây giờ thì trước mắt thì bọn em tự tin là và hoàn thành kế hoạch, còn vượt thì phải xem tùy vào tình hình Covid hiện tại nữa. Dạ vâng, ok, cảm ơn Tú, và Tú có thể chia sẻ tiếp vào năm 2022 cho quý nhà đầu tư nghe. Vâng. Năm 2022 thì chúng tôi ước tính lợi nhuận ròng của KBC sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao như vậy nhờ vào đóng góp tăng trưởng từ việc cho thuê đất, đặc biệt là có sự đóng góp của khu công nghiệp Tràng Giải 3. Ngoài ra thì các khu đô thị của KBC họ cũng sẽ tiếp tục bàn giao và ghi nhận lượng lớn doanh thu. Dạ vâng, em trình bày xong quan điểm rồi ạ. Vâng, thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ thêm cho quý nhà đầu tư nghe về cái quan điểm của chúng tôi, về cái khởi nguồn của chúng tôi về cái việc là dự phóng doanh thu và lợi nhuận như thế này. Thì quý nhà đầu tư có thể nhìn thấy 2021 ở đây, ở trong cái bảng mà tôi đang chỉ ở đây, thì có cái khu công nghiệp Nam Sơn Hạp Lĩnh là sẽ chiếm doanh thu cho là sẽ chiếm tỷ trọng doanh thu cao nhất là khoảng gần 40%, là khoảng 40% đấy ạ, là 2.258 tỷ. Thì cái khu Nam Sơn Hạp Lĩnh này là cái cơ sở ghi nhận là như Tú có chia sẻ thì là đã có hơn 100 ha của nhà đầu tư khu công nghiệp là đã đồng ý ký và đã có hợp đồng rồi và sẽ ghi nhận trong năm nay. Còn lại thì khoảng tầm 104 ha thì chúng tôi đang chia ra làm khoảng 2 năm và mỗi năm là sẽ khoảng 50, tức là mỗi năm sẽ chỉ ký mới bằng 50% so với cả cái ký mới của 2021 thôi. Còn thực tế thì cái tình hình dự án thì hoàn toàn có thể là ngay 2022 là dự án Nam Sơn Hạp Lĩnh có thể là sẽ full công suất, full diện tích ngay. Và đối với cả cái khu Tràng và 2022 thì cũng rất là tiềm năng với KBC khi mà họ sẽ có thêm cái dự án Tràng Duệ là sẽ bắt đầu ghi nhận doanh thu dần ở đây. Và còn đối với cả dự án Quang Châu thì triển vọng rất là hấp dẫn, cho nên thành ra là mỗi năm sẽ ghi nhận khoảng tầm 1.400 cho đến 1.300 tỷ. Và đấy là cái chia sẻ của chúng tôi, cho nên là thành ra là 2021 này thì mặc dù tình hình Covid thì có thể nó sẽ ảnh hưởng, nhưng mà cái lợi nhuận của doanh nghiệp thì vẫn đang được VN Direct là dự đoán là sẽ tăng trưởng gấp 7 lần so với cả năm 2020. Và thì như tôi đã chia sẻ thêm thì cái dự án dịch VNCO cái dịch Covid này thì chưa được kiểm soát, mà cái giai đoạn 4 này nó cũng khá là khó khăn khi mà có cái chủng Delta mới, nó khiến ảnh mà nó đặc biệt là đánh vào các khu công nghiệp cũng như là làm cho hạn chế cái việc là lưu thông từ trong nước ra ngoài nước và từ nước ngoài vào Việt Nam, thì cái điều này cũng sẽ cản trở việc các đối tác là có thể là ký các hợp đồng mới đối với cả KBC, nghĩa là đến ký các hợp đồng mới hay là đến thăm các dự án. Thì Tú có chia sẻ gì thêm rằng là liệu cái vấn đề này thì có làm ảnh hưởng gì đến cái lợi nhuận không? Tuy là dịch dịch Covid hiện tại bây giờ là đang rất là phức tạp, nhưng mà tuy nhiên và doanh thu của KBC năm 2021 thì họ không có phụ thuộc 100% vào thuê đất công nghiệp, mà năm nay họ có khoảng 20 đến 25% doanh thu là từ khu đô thị, thêm 5% dịch vụ doanh thu từ của họ cung cấp dịch vụ. Như vậy cộng với 32% mà đã hoàn thành trong quý 1 thì như vậy là mình có thể khá xua là tới 60 70% doanh thu của năm nay. Và Vâng. cho đó là bỏ 30% cho kết quả của 3 quý, nên À đúng là rồi bọn ạ. em bên bọn em là tài cho bọn anh tiếp vậy ạ. À vâng. Thì như quý nhà đầu tư đang nghe Tú chia sẻ thì là sẽ khoảng là 70% là đã chắc chắn rồi, trong đấy là 30% đến từ khu đô thị thì không bị ảnh hưởng bởi Covid, còn 30% khác của bất động sản khu công nghiệp thì đã được ghi nhận từ trong quý 1. Và cái việc cái dịch Covid này thì
tôi đang có quan ngại rằng là nếu mà nó kéo dài đến cuối năm thì cái việc ký mới đấy nó sẽ ảnh hưởng vào cái quý 1 năm 2022 của công ty KBC, bởi vì do là quý 1 2021 thì ghi nhận lợi nhuận rất là cao, nhưng mà nếu mà dịch thì cuối năm này sẽ không có cái hợp đồng ký mới nào để có thể giúp KBC ghi nhận được cho năm 2022, thì có khi nào là cái lợi nhuận quý 1 của 2022 của KBC nó cũng sẽ là cái điểm trũng về cái mặt là booking lợi nhuận hay không? Thì Tú có thể chia sẻ thêm cho nhà đầu tư cái quan ngại đấy. Dạ vâng, về quan ngại của anh Duy thì vì cũng có cơ sở là tại vì mà do khu công nghiệp, do tệp khách hàng của KBC 90% tới 90% là các khách hàng đó tới nước ngoài, nhưng mà theo em cũng chia sẻ là họ nhờ doanh thu từ các khu đô thị của họ như là khu đô thị Phúc Ninh rồi khu đô thị Tràng Cát. Đây là những dự án mà sẽ đóng góp tỷ trọng doanh thu rất là lớn trong các năm sau. Theo quan điểm của chúng tôi thì khu khu công nghiệp sẽ giúp cho KBC duy trì được đà tăng trưởng, còn các dự án khu đô thị vừa được mở khóa vừa rồi thì sẽ giúp cho là một trong những yếu tố trọng điểm giúp KBC giúp họ chuyển mình trong việc phát triển doanh thu và lợi nhuận trong các năm tới. Dạ vâng, rất cảm ơn cái chia sẻ chi tiết của Tú. Thì như quý nhà đầu tư đã nghe thì có thể là quý 1 sẽ là rủi ro đối với cả cái việc là booking cái dự án khu công nghiệp. Tuy nhiên thì cái doanh thu và lợi nhuận của KBC đã được đa dạng hóa là không chỉ bất động sản khu công nghiệp mà còn có cả bất động sản đô thị. Thì cái đô thị của KBC thì sẽ giúp cho họ là có thể là vẫn có được cái nguồn doanh thu và lợi nhuận của quý 1 năm 2022. Thì có thể là cái quý 1 2022 này thì kết quả kinh doanh sẽ không khởi sắc bằng năm ngọ bằng 2021, tuy nhiên thì nó cũng sẽ không quá là tiêu cực để mà quý nhà đầu tư có thể quá lo lắng. Và thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng sang với cả cái luận điểm tiêu cực thứ hai mà tôi thấy ở cái cổ phiếu KBC này, đấy chính là cái áp lực tài chính của doanh nghiệp rất là cần dòng tiền. Thì như quý nhà đầu tư có thể nhìn thấy là trong cái báo cáo tài chính mà tôi có copy ở đây thì là chỉ riêng quý 1 năm 2021 thôi thì KBC đã cần một dòng tiền đến tận là 500 tỷ cho cả hoạt động kinh doanh lẫn hoạt động đầu tư, và tương đương như thế thì nghĩa là mỗi mỗi quý mà khoảng 500 tỷ thì một năm là KBC sẽ phải dùng khoảng tầm 2.000 tỷ cho đến 2.500 tỷ tiền mặt. Và chúng ta có thể nhìn thấy là cái chỉ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu của KBC cũng rất là cao, là hiện tại là đã tăng vọt từ 0,19 lên 0,54, và cùng với đấy là hệ số thanh toán nợ tức thời thì ở mức báo động là 0,08 điểm. Và chúng ta cũng biết rằng là cái hệ số khả năng thanh toán nợ tức thời này thì thường là nó sẽ là ở cái mức hợp lý, khi mà nó ở mức là khoảng tầm là 1 thì là nó sẽ là cái chỉ số tốt, thì hiện tại là KBC chỉ có 0,08 thôi. Thì đây là những cái thứ mà sẽ làm lo ngại đến, thứ nhất là cái khả năng thanh khoản của KBC, nghĩa là không có dòng tiền để có thể chạy dự án, và thứ hai nữa là đến từ cái việc là tăng tỷ lệ vốn chủ đòn bẩy này lên thì sẽ khiến cho doanh nghiệp rất là khó để có thể vay nợ trong tương lai, qua đấy thì là có thêm tiền để mà triển khai dự án. Và cuối cùng đấy chính là cái việc là thời gian tới thì KBC sẽ phát hành riêng lẻ một lô cổ phiếu khoảng tầm 21%. Thì bây giờ tôi sẽ hỏi Tú trước về cái phần là cái cổ phiếu chào bán riêng lẻ. Và Tú có thể chia sẻ thêm cho nhà đầu tư rằng là cái việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ 21% này thì cái thông tin chi tiết nó là như thế nào không? Dạ vâng, là sắp tới thì doanh nghiệp KBC sắp tới thì doanh nghiệp KBC họ có kế hoạch là sẽ chào bán 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ tương đương với 21% tổng số cổ phiếu mà họ đang lưu hành, thì giá chào bán thì được xác định bằng 85% giá bình quân của 30 phiên giao dịch gần nhất và không thấp hơn 28.000 trên một cổ phiếu. Thì dự kiến thì KBC họ có thể thu về ít nhất 2.800 tỷ đồng. Vì hiện tại thì đang có 7 nhà đầu tư, họ dự kiến là sẽ 7 nhà đầu tư dự kiến trong đó có hai quỹ chiếm 35% là Warren họ đăng ký mua 20 triệu cổ và SGI họ đăng ký mua 15 triệu cổ và còn 5 nhà đầu tư còn lại là nhà đầu tư cá nhân chiếm 65%. Nếu mà việc là bổ sung thêm cái vốn vốn việc bổ sung thêm cái cổ phiếu riêng lẻ như này thì sẽ giúp cho KBC là có thêm dòng tiền để có thể là
cải thiện cái khả năng thanh toán nợ, cái chỉ số thanh toán nợ tức thời cũng như là cái nợ vay trên vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên cái rủi ro xảy ra là cái việc pha loãng cổ phiếu thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái lợi ích của nhà đầu tư đúng không? À, dạ đúng rồi. À, bên à, bọn em thì bên à, chúng tôi thì cũng có ước tính về các rủi ro pha loãng tới giá trị của KBC, và với giá à, tụi em ước tính là với giá ước phát hành Và 28.000 trên một cổ. Alo. Tú nói đến đoạn là 28.000 rồi. À, nếu mà phát hành với giá 28.000 cổ phiếu thì rủi ro pha loãng theo bên chúng tôi ước tính là khoảng từ 3 tới 4%. Và cái mức giá 28 này thì là cái mức giá cổ phiếu rất là rẻ, mà trong khi chúng ta có thể nhìn thấy là hiện tại là giá trên sàn đang khoảng 33.000, thì thành ra là cũng khi mà nếu mà giá cổ phiếu lên quá cao, ví dụ như 40.000 một cổ phiếu chẳng hạn, thì cũng sẽ là một cái rủi ro khiến cho những cái người có cái cổ phiếu mức giá 28.000 này có thể bán không? Alo, Tú có nghe thấy anh nói gì không? À, dạ, em nghe. Ừ, đấy thì anh đang muốn hỏi rằng là cái việc là phát hành cổ phiếu mà giá 28.000 thì những cái người cầm giá 28.000 là mà giả sử như thấy trên sàn là đang có giá 40.000 một cổ phiếu chẳng hạn, thì người ta sẽ bán luôn cổ phiếu đấy trên sàn bởi vì lãi như thế là cũng khá là cao ấy. Đấy thì cái rủi ro đấy có thể có liệu có cái rủi ro đấy khiến cho là cái việc là giá cổ phiếu nó không tăng được trong thời gian tới không? Cho nên là thành ra là anh thấy là giá nó không không thể nào tăng mạnh được sau khi lên cái vùng hơn 30. Đấy. À, là cái đợt chào bán này họ cũng họ bên KBC họ cũng có ràng buộc là nhà đầu tư họ sẽ không được chuyển nhượng cái phần cổ phiếu chào bán này trong vòng 1 năm. Ừ, ok, nhưng mà ví dụ như là kiểu Dragon Capital họ mua riêng lẻ này, nhưng mà trước đấy thì họ cũng đã cầm sẵn cổ phiếu trên tay ý. Đúng không? Thì cái đấy là vẫn có rủi ro chứ nhỉ? Dạ vâng đúng rồi ạ. Ok. Và sau đây thì tôi sẽ sang thêm cái phần khác nữa là cái việc rủi ro pha loãng này, thì cái việc là áp lực tài chính nặng nề khiến cho họ phải Ok, vâng, và bây giờ thì chúng tôi sẽ nói thêm với quý nhà đầu tư rằng là cái rủi ro pha loãng này thì nó còn làm ảnh hưởng đến cái lợi ích của cổ đông khi mà đầu tư vào cổ phiếu KBC. Thì chúng ta có thể nhìn thấy là năm 2020, nghĩa là chưa phát hành thêm, thì cái ROA, ROE của doanh nghiệp mới chỉ có mức là khoảng là 2,13%. Cái ROE của doanh nghiệp là ở mức 2,13%, nghĩa là rất thấp. Và thế thì 2021 khi mà kể cả là lợi nhuận tăng gấp 7 lần lên thì cái ROE này cũng mới chỉ ở mức là 14%. Thì nếu mà chúng tôi có so sánh qua với cả doanh nghiệp ví dụ như PHR, thì từ cái thời kỳ mà họ bắt đầu khởi sắc về kết quả kinh doanh nhờ triển khai các dự án bất động sản, thì cái ROE của PHR cũng phải được là từ thấp nhất cũng là được 17%, và chưa kể là cái 14% của KBC thì sẽ là chưa bao gồm là cái việc là sẽ là pha loãng 21% phát hành thêm này. Thì không biết là khi mà Tú dự tính là sau khi đã phát hành thêm cổ phiếu riêng lẻ thì ROE của doanh nghiệp khi mà đi vào giai đoạn ổn định thì sẽ ở mức khoảng là bao nhiêu phần trăm trong ví dụ như là thời điểm 2022 hay là 2023? Alo. Chị tổ nha. Ai thì không nghe thấy. Ok, thôi được. Anh muốn hỏi Tú là năm 2020 thì cái ROE của doanh nghiệp là khoảng 2,13%, và sang 2021 thì mặc dù tăng lợi nhuận lên gấp 7 lần thì ROE của doanh nghiệp lúc đấy mới chỉ có 14%, và chưa bao gồm có phát toán là tăng, chưa bao gồm cái việc là sẽ phát hành riêng lẻ 21% về cổ phiếu, thì cái ROE sẽ còn thấp nữa.
Và ROE này nếu mà mình so với cả những doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp khác, ví dụ như là PHR, thì ROE của PHR lên đến là 17% trong cái năm 2019 là cái ROE thấp nhất. Cho nên là thành ra là không biết là trong tương lai thì cái ROE này có được cải thiện hay không, hay là nó sẽ chỉ duy trì ở mức 10% này thôi. Về ROE của KBC thì cho là trong danh mục hàng tồn kho của KBC có một dự án là dự án khu đô thị Tràng Cát. Dự án này nó chiếm hàng tồn kho tới hơn 65% của KBC mà đã bị trì hoãn gần 10 năm nay rồi. Nên là về hiệu quả đầu tư, dự án này nó kéo hiệu quả đầu tư của KBC xuống kém đi. Nhưng mà như cũng e như cũng đã trình bày trước đó là khu đô thị Tràng Cát năm 2020 họ cũng đã tháo gỡ được khúc mắc của họ, và doanh nghiệp dự định là sẽ bán buôn 50 hectare. Thì với kế hoạch mà bán buôn 50 hectare trong 2022, trong các từ năm 2022 như vậy, thì bên bọn em dự kiến ước tính là ROE của doanh nghiệp sẽ được cải thiện và sẽ đâu đó là sẽ được tầm được hơn 17% tới 20%, chứ không còn ở mức Vâng. thấp như hiện tại. Vâng, cảm ơn Tú. Nghĩa là vậy là cái điểm mấu chốt của cổ phiếu KBC hiện tại sẽ là liên quan đến cả đến cái việc là dự án khu đô thị Tràng Cát, thì ở đây nó cũng chính là cái luận điểm thứ ba của chúng tôi. Đấy chính là cái việc là cái khu đô thị Tràng Cát này là cái khu đô thị mà đã triển khai từ năm 2010 đến giờ, và nó và cái tồn kho của nó là lên đến tận 11.000 tỷ, là tương đương là 40 đến 45% tổng 70 cái hàng tồn kho của cái Tràng Cát này là 7.000 tỷ, thì là nó tương đương với cả khoảng tầm 30% gì đấy của doanh nghiệp trong tổng tài sản. Và cái này thì là đã được phê duyệt từ 2020 nhưng mà hiện tại là vẫn chưa mở bán khu đô thị. Và như chúng ta đã thấy thì là KBC sẽ dự kiến là sẽ bán buôn cái dự án này, nghĩa là bán dự án Tràng Cát này đi cho nhà đầu tư khác, để qua đấy thì là sẽ có thêm vốn kinh doanh. Và chúng tôi cũng có thêm một cái tổng hợp khác về cái việc là ảnh hưởng của Tràng Cát đến KBC ra sao, thì ở đây chúng tôi có một cái bảng định giá của cổ phiếu. Đấy là khu đô thị Tràng Cát thì hiện tại là trong định giá của chúng tôi là tổng cộng giá trị của doanh nghiệp hiện tại là đang định giá mục tiêu là 57.500 đồng một cổ phiếu. Thì trong đấy cái khu đô thị độ thì trong đấy cái khu đô thị Tràng Cát là 16.247 tỷ là hợp lý, có đúng không nhỉ? À không, 16.247 đồng một cổ phiếu là đang là chiếm khoảng hơn 50% là cái tổng giá trị các tài sản của KBC, và cái à đây, chiếm tổng hơn 30 hơn 50% tổng Dạ khoảng đúng tồn rồi, kho hơn của 50%. KBC. Thì cái này cho nên thành ra là nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái định giá của doanh nghiệp. Và nếu mà chúng ta bỏ cái khu đô thị Tràng Cát này đi thì lúc đấy giá mục tiêu của KBC sẽ chỉ ở mức khoảng tầm là 40.000 đồng một cổ phiếu. Thì Tú có thể nói thêm cho quý nhà đầu tư nghe rằng là cái khu đô thị Tràng Cát này là cái vị trí địa lý như nào, và cái tiềm năng mở bán của nó ra sao, và thế thì liệu có nhà đầu tư tiềm năng nào sẽ muốn mua cái khu đô thị này không? Về dự án khu đô thị Tràng Cát thì như đã trình bày trước đó thì dự án này đã là nằm trong hàng tồn kho của KBC từ hơn 10 năm trước. Thì nếu mà nhìn theo một hướng tích cực thì nhìn theo một hướng tích cực khác thì KBC họ đang sở hữu một dự án khổng lồ hơn 581 hectare với một chi phí cực kỳ rẻ của 10 năm trước. Thì Vâng. Doanh nghiệp họ chia sẻ là sẽ bán buôn 50 hectare từ 2022. Nhưng mà hiện tại thì vẫn theo như chia sẻ với doanh nghiệp thì họ vẫn chưa có, hiện tại là đang chưa có kế hoạch chi tiết. Họ đang lên kế hoạch và đang thúc đẩy về việc sửa đổi quy hoạch của họ để có thể mà đưa ra một cái plan chi tiết hơn vào trong cho quý nhà đầu tư trong cái năm sau. Vâng ạ. Vậy thì như quý nhà đầu tư đã có thể nhìn thấy thì cái dự án Tràng Cát này sẽ là một trong những cái điểm mấu chốt cho việc là tại sao mà mọi người thường xuyên nói cổ phiếu KBC xứng đáng là phải hơn 50.000 một cổ phiếu. Nhưng hiện tại thì giá vẫn chỉ ở mức khoảng tầm 33.000, và chúng ta có thể nhìn thấy rằng là nếu mà bỏ cái dự án Tràng Cát này đi thì
cổ phiếu hiện tại là sẽ chỉ có mức giá fair là ở mức là khoảng 40.000 đồng một cổ phiếu, nghĩa là từ cái vùng giá 33 này lên vùng giá 40 là chỉ còn có khoảng là 20% upside nữa thôi, thì nó cũng sẽ khiến cho cái việc là giá độ cổ phiếu sẽ tăng chậm hơn. Và khi chúng ta có thêm những cái thông tin tích cực khác từ dự án đô thị Tràng Cát thì chắc chắn là sẽ giúp cho giá cổ phiếu tăng trưởng mạnh. Và sau đây thì tôi sẽ tổng kết lại một số điểm chính của cổ phiếu KBC trước khi mình sẽ sang phần tiếp theo. Đấy chính là thứ nhất là theo và tôi tổng kết cái cổ phiếu KBC này theo mô hình 4M. Thứ nhất là mining and macro, nghĩa là về kinh tế vĩ mô. Thứ hai là most, nghĩa là về các khả năng cạnh tranh. Thứ ba là management. Và cuối cùng là marginality and catalyst, nghĩa là cái management là ban lãnh đạo và marginality là các and catalyst là về về cái biên an toàn cũng như là cái định giá hay là những cái câu chuyện tương lai hấp dẫn của cổ phiếu. Thì những cái điểm nổi bật nhất là đối với mining and macro là cái khu đô thị, là cái dự án khu công nghiệp thì tại Việt Nam thì đang rất là hấp dẫn bởi vì do những cái làn sóng Trung Quốc cộng một hay là do những cái ký kết từ các hiệp định thương mại. Và những cái đấy thì chúng tôi cũng đã trình bày rất kỹ về quý nhà đầu tư trong cái số lần trước về PHR và SSC. Và đối với cả cái năng đối với cả cái điểm tích cực về cái khả năng cạnh tranh thì chúng ta có thể thấy là cái quỹ đất của KBC rất là lớn, đứng thứ hai miền Bắc trong các công ty bất động sản khu công nghiệp mà có niêm yết. Thứ hai nữa là thu hút dòng vốn FDI chiếm đến tận 31% vào cái khu vực khu công nghiệp và khu kinh tế. Và cuối cùng nữa là việc là KBC là họ có những cái dự án bất động sản về nhà ở là rất là tiềm năng, giúp cho họ đa dạng hóa cái nguồn thu cũng như là tăng thêm cái tăng trưởng lợi nhuận trong năm nay. Và họ sẽ có và tiếp theo nữa thì là đối với cả cái phần manage cái phần margin of safety thì chúng ta có thể thấy rằng là cái câu chuyện hấp dẫn nhất ở đây chính là cái việc là khu đô thị, câu chuyện vừa hấp dẫn và cũng là vừa rủi ro của KBC đấy chính là đến từ khu đô thị Tràng Cát là có hàng tồn kho rất là lớn trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp và cũng sẽ là cái catalyst quyết định giá cổ phiếu. Ngoài ra nữa thì cũng đến từ cái kết quả kinh doanh của doanh nghiệp là năm 2021 sẽ tăng trưởng gấp 7 lần và sẽ tiếp tục tăng trưởng vào 2022 cũng như 2023. Và sau đây thì tôi xin phép là dành ra 5 phút quảng cáo cho quý nhà đầu tư. Thì hiện tại là đây là những cái chương trình mà chúng tôi đang có lịch phát sóng hàng tuần. Đấy là chương trình La Bàn Đầu Tư vào lúc là nói về tiêu điểm vĩ mô và cập nhật tình hình các kênh tài sản và sẽ được phát sóng vào lúc trực tiếp trên Facebook vào lúc 3:30 thứ hai hàng tuần. Chương trình tiêu điểm đầu tư là sẽ nhận định ngành hay là nhận định các cổ phiếu trong ngành và stock pick cổ phiếu trong ngành đấy vào lúc 3:30 thứ tư hàng tuần. Và cái chương trình này là cái chương trình mà sẽ chỉ dành riêng cho khách hàng VND, và khách hàng VND khi mà đăng ký tham gia chương trình qua một cái đường link chúng tôi gửi thì sẽ được tham gia vào một cái đoạn sẽ được tham gia vào cái group chat online để có thể mà nghe về quan điểm phân tích cũng chi tiết cũng như là đặt câu hỏi trực tiếp cho các chuyên gia. Và chương trình ngày hôm nay chính là chương trình 360 độ cổ phiếu được phát hành vào lúc 3:30 chiều thứ năm hàng tuần. Và có một chương trình là chương trình đối thoại với PM, thì cái chương trình này bây giờ sẽ chuyển thành là chương trình là Master Talk, nghĩa là nói chuyện là chúng ta sẽ nói chuyện về đối với cả những cái người nổi tiếng về việc là chia sẻ về triết lý và cái chiến lược đầu tư của họ, và sẽ được phát sóng vào sáng thứ bảy hàng tuần. Và sau đây thì và đây là một số cái đường link QR code để quý nhà đầu tư có thể tham gia vào group Facebook của chúng tôi hay là cái group Zalo để có thể nắm thêm thông tin cũng như là có thể là vào học viện DeepWell để có thể tìm kiếm các khóa học về tài chính cũng như là các khóa học về phân tích đầu tư chứng khoán. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ sang cái phần tiếp theo của chương trình, đấy là phần Q&A, nghĩa là phần hỏi hỏi và đáp ngày hôm nay. Hôm nay có bạn Tuấn Phạm hỏi câu là cho mình hỏi thêm về cách hạch toán lợi nhuận của KBC từ việc cho thuê như thế nào? Hạch toán này là một lần hay là được phân bổ đều hàng năm? Vâng, mời Tú có thể trả lời cái câu hỏi này của bạn, của nhà đầu tư. KBC họ họ có về cách hạch toán của KBC là họ hạch toán một lần chứ không phải là hạch toán hàng năm như doanh nghiệp khác. Dạ vâng. Và câu hỏi tiếp theo là của bạn Dương Ánh là trong đại hội cổ đông năm 2021, doanh nghiệp có nói đến kế hoạch tăng vốn, trong đó là phát hành 100 triệu cổ phiếu chiếm hơn 21%, có ảnh hưởng như thế nào đến giá cổ phiếu? Thì như trong chương trình chúng tôi đã đề cập thì cái giá phát hành riêng lẻ này dự kiến sẽ là 28.000 đồng một cổ phiếu và sẽ bị khóa trong vòng một năm, sẽ nhà đầu tư sẽ không thể tham gia. Tuy nhiên đây là phát hành riêng lẻ, sẽ cho những tổ chức ví dụ như là Dragon Capital và những cái tổ chức đấy thì trước đấy cũng đã từng là nhà đầu tư của doanh nghiệp và cũng đã có sẵn số lượng cổ phiếu trước đấy.
Thì thành ra là cái này nó vẫn sẽ có áp lực lên cái vùng cung của cổ phiếu KBC trong thời gian tới khi mà phát hành riêng lẻ. Và cái câu hỏi tiếp theo là chuyên gia cho em hỏi tỷ lệ lấp đầy của khu công nghiệp trong Nam của KBC thấp hơn trung bình ngành và thấp hơn khu công nghiệp của KBC ở miền Bắc và miền Trung. Đấy là lý do vì sao của bạn Khôi Nguyễn. Vâng, mời mời Tú có thể trả lời được câu này cho nhà đầu tư. À, dạ là so tại các khu công nghiệp miền Bắc của KBC như là Tràng Duệ, Quang Châu thì có vị trí gần Trung Quốc nên là thu hút được một lượng các doanh nghiệp mà họ chuyển dịch từ Trung Quốc sang. Ngoài ra thì các doanh nghiệp này ở phía Bắc này họ cũng nằm gần khu công nghiệp Quế Võ, nơi mà có rất nhiều tập đoàn lớn thì đang đầu tư tại công nghiệp Quế Võ. Thì các công ty phụ trợ của các tập đoàn này họ sẽ ưu tiên chọn các khu công nghiệp gần đấy, nên là công nghiệp Tràng Duệ và công nghiệp Quang Châu được hưởng lợi rất là lớn. Ngoài ra thì khu công nghiệp Tràng Duệ cũng nằm trong khu kinh tế nên là được hưởng nhiều ưu đãi, nên là khi mà so sánh với các khu công nghiệp phía Bắc với phía Nam thì phía Bắc thì nó tỷ lệ lấp đầy sẽ vượt trội hơn của phía Nam. Vâng, cảm ơn chia sẻ của bạn Tú. Và bây giờ mình sẽ sang câu hỏi khác của nhà đầu tư, đấy là bạn Dương Huế. Bạn Dương Huế có hỏi là khả năng thu hút vốn FDI và khu vực thu hút FDI của Việt Nam tác động thế nào đến triển vọng ngành bất động sản khu công nghiệp nói chung và KBC nói riêng, về vị trí quỹ đất hiện tại của KBC, triển vọng thu hút FDI trong tương lai như thế nào? Thì có thể trả lời với bạn rằng là cái vâng, có bạn Vũ Toàn là hỏi một câu là em ôm giá 34 mai lên bờ được không anh chị? Thì cái câu hỏi này của bạn thì mình có thể chia sẻ thêm theo quan điểm cá nhân của mình thôi. Thì đấy là giá mục tiêu của KBC nếu mà không bao gồm cái khu đô thị Tràng Cát thì cũng phải là khoảng 40.000 đồng một cổ phiếu. Cho nên thành ra là nếu mà mình nắm giữ cái giá ở vùng giá 33 này thì khoảng tầm 1 năm sau khi mà doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp được ghi nhận thì có thể là sẽ có cái mức giá hấp dẫn hơn để bạn có thể là xem xét là có thể là trading bán đi ở vùng đấy. Và ngoài ra nữa thì là có một cái catalyst khác của Tràng Cát là khi cứ bất kể có một thông tin tích cực nào của Tràng Cát thì chắc chắn là sẽ giúp cho giá cổ phiếu có tăng trưởng thêm. Và đấy là những cái upside mà mình có thể nhìn thấy được. Còn downside thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy rằng là nó sẽ đến từ cái việc là cái phát hành riêng lẻ cổ phiếu và cũng như là cái dịch Covid này thì sẽ làm ảnh hưởng đến cái giá của các công ty bất động sản khu công nghiệp trong ngắn hạn. Vâng, và đấy là những cái câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay của các nhà đầu tư đối với cổ phiếu KBC này, và tôi rất là cảm ơn sự quan tâm của nhà đầu tư đến với chương trình và xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong 3:30 chiều thứ năm hàng tuần tuần sau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.